Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu laser kỹ thuật của BK. Ngày hôm nay thì chị khách đi tên là Yến. Hôm nay chị đã đến để trải nghiệm cái dịch vụ laser lông mày tại BK. Chúng ta cùng làm quen với chị nhé. Dạ em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu cho mọi người biết là chị đến từ đâu không ạ? Em đến từ Ninh Hiệp. Vâng, lý do vì sao chị lại biết đến BK ạ? Bạn bè em giới thiệu đến nhé. Vâng, do bạn bè giới thiệu ạ. Thì em hỏi một chút là lý do vì sao chị lại muốn hút lông mày của mình đi ạ? Em muốn làm dáng mới ở đây. Em thấy bạn em làm đẹp giới thiệu cho em muốn làm dáng mới. Dạ vâng, thì em xin mời chuyên gia bắt đầu laser cho chị Yến ạ. Mọi người và mọi người hãy cùng quan sát nhé, suốt quá trình laser của chị Yến của mình nhé. Và mọi người thấy đấy, tia laser đi đến đâu thì mực nhạt đi đến đó, khoảng tầm được 85-90% rồi mọi người ạ. Thì cái góc mực cũ của chị Kiến ấy khá nhạt rồi, nên chị muốn làm lông mày mới, chị đã quyết định laser lông mày cũ đi để điêu khắc lông mày mới. Mọi người hãy cùng quan sát nhá, có thể nhìn rõ là một bên làm laser rồi này, với bên chưa hút này có sự khác biệt rõ ràng. Và mọi em mời chuyên gia đi tiếp phần còn lại. Như mọi người quan sát đấy, thì tia laser đi đến đâu thì mực nhạt đi đến đó, do các xung điện bắn vững cái hạt mực ở bên dưới. Và đặc biệt hơn ấy, thì là vô cùng an toàn, không bị cháy lông này, không bị trụi lông, cuối cùng da lông mày không hề bị bong chóc ảnh hưởng chảy máu giống như những công nghệ cũ ở những cơ sở khác nhé mọi người nhé. Và chị ơi, trong quá trình làm ấy, chị Yến cảm thấy đau rát hay khó chịu gì không hả chị? Em thường thấy bình thường. Vâng, thì lát nữa thì em xin mời chị có thể quan sát cái tư liệu của bên em ấy để xem sự khác biệt chị nhá. Vâng. Vâng, thì trong khi làm ấy mà không đau rát, không chảy máu, không khó chịu thì vô cùng an toàn như thế. Mực nhạt đi nhiều rồi thì lần sau thì bên em sau cái liệu trình ấy thì chị Yến quay lại bên em để làm tiếp liệu trình mới chị nhá. Vâng ạ. Và sau ngày hôm nay chị có sẵn lòng giới thiệu đến bạn bè và người thân của mình đến trải nghiệm dịch vụ tại DK không ạ? Vâng, em về em sẽ giới thiệu bạn em. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Mọi người ơi, với cái công nghệ đặc biệt này tại DK ấy, mọi người hãy hoàn toàn yên tâm nhé mọi người nhé. DK tự tin là một đơn vị số 1 sở hữu cái công nghệ hiện đại và an toàn này tại miền Bắc. Nên là nếu như các chị em nào mà đang có nhu cầu là muốn đổi cái lông mày mới, lông mày cũ của mình để làm lông mày mới, hoặc là cái lông mày cũ của mình dáng nó quá xấu hoặc là bị trổ xanh trổ đỏ, các chị hãy yên tâm và đến trải nghiệm cái dịch vụ tuyệt vời này tại DK nhé. Và nếu như người yêu quý DK thì mọi người đừng quên đặt lịch trước qua fanpage hoặc gọi điện lấy số hotline để tránh trường hợp và chờ đợi lâu nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào mọi người.